Thật ra thì Như á là một cô gái, nếu mà nói về cô ấy cũng đã từng là một người yêu, một người đã từng yêu một cái tình yêu rất là thấm thiết, rất là ngây ngô ngây thơ, nhưng mà cũng trong biến cố trong cuộc sống, và những cái nó không hay trong cuộc sống á, đã khiến cho cô ấy thành một cái người mà tham vọng hoài bão nhiều hơn. Còn bản thân Quỳnh thì chắc chắn là Quỳnh sẽ không giống Như. Cho nên chính vì vậy mà khi mà để hóa thân thành vào cái nhân vật Như này thì Quỳnh cũng gặp rất là nhiều các, gọi là mình chưa bao giờ mình học qua trường lớp, cho nên là khi mà mình hóa thân vô cái vai này, mình đã phải tập trung và phải chiêm nghiệm rất là nhiều thứ. Quỳnh nghĩ á, mỗi người là một cái gia vị khác nhau, mỗi người là một cái màu sắc khác nhau. Cho nên là có thể là với những người này thì sẽ thấy Quỳnh như thế này, có những người kia thấy Quỳnh như thế kia. Quỳnh cũng không ngại khi mà mọi người có những cái nhận xét tiêu cực về Quỳnh. Quỳnh chỉ quan trọng là bản thân Quỳnh đã cảm thấy là Quỳnh đã đủ hết sức mình, đủ cố gắng chưa với những vai trò mà Quỳnh làm. Và Quỳnh thấy là có thể là có những anh chị may mắn, có thể là họ vừa có tài năng nè, rồi vừa gặp may mắn, cho nên là khi mà cái bước đường của người ta được thăng tiến, ví dụ là làm một bậc, nhưng mà thăng tiến lên 10 bậc. Còn bản thân Quỳnh thì Quỳnh không dám so sánh như vậy, nhưng mà Quỳnh cũng cảm thấy là qua những công việc mà Quỳnh làm thì ví dụ như nó không được may mắn như người ta, nhưng mà ít nhất thì Quỳnh cũng có nhận được nhiều lời khen và có được cho Quỳnh thêm những cái sản phẩm cũng như là những cái dự án sắp tới. Ví dụ như là nếu như 10 năm trước mà Quỳnh đóng phim Màu Của Tình Yêu, nếu Quỳnh làm không tốt thì chắc chắn là ngày hôm nay anh đạo diễn Hùng Phương đã không mời Quỳnh vào một cái vai cũng gai góc và khó khăn như thế này. Đầu tiên á, để mà nói là chị Nhi vừa được cầu hôn, Quỳnh cảm thấy thật sự rất là mừng cho chị, và Quỳnh cảm thấy là chị Nhi xứng đáng được như vậy. Còn về bản thân Quỳnh á, thì Quỳnh không nói trước, nhưng mà Quỳnh tự cảm nhận được Quỳnh cũng là một người rất là xứng đáng để nhận được những hạnh phúc. Quỳnh nghĩ là những cái chuyện riêng tư mình không có nên nhắc đi nhắc lại nhiều. Và trong một cái buổi ngày hôm nay á, khá là lâu rồi mọi người sẽ thấy Quỳnh trở lại với vị trí là một diễn viên trong một bộ phim truyền hình, cho nên là Quỳnh đang rất là hào hứng để muốn share với mọi người về những cái thành quả và những cái công việc mà sắp tới Quỳnh làm.